Dùng căn cước công dân gắn chip rút tiền tại ATM. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an phối hợp cùng một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip. Thay vì chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng, người dân cũng có thể quét thẻ căn cước công dân gắn chip tại ATM. Khi đó, hệ thống sẽ ngay lập tức kiểm tra rồi xác thực thông tin chính chủ qua đối chiếu dữ liệu sinh chắc học của người dân, quét khuôn mặt, vân tay để hạn chế tối đa nguy cơ giả mạo. Tuy nhiên, dữ liệu của các ngân hàng là riêng biệt và buộc người dân phải đến đúng ATM, điểm giao dịch tự động của ngân hàng đang sử dụng thì mới có thể rút tiền. Do đó, khi cho phép giao dịch rút, nạp tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thì những rào cản nói trên sẽ không còn nữa. Đến thời điểm hiện tại, theo Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Bộ Công an, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn. Trước mắt, tính năng này sẽ được thí điểm trên địa bàn Hà Nội và Quảng Ninh, dự kiến sẽ mở rộng toàn hệ thống trong thời gian tới.